Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Nói Thẳng Funny. Hôm nay chúng ta sẽ bàn về một chủ đề đấy là các cái giao dịch vừa qua lổ ra rất nhiều, và họ thuê các hội trường rồi họ quảng cáo trên các phương tiện rất là nhiều. Vậy thì thực chất các giao dịch đó là như thế nào? Điều đầu tiên tôi phải nói là thứ nhất là các cái giao dịch mua bán hoa lan trong những thời điểm 2 năm vừa qua, kể cả những thời điểm mà lúc mà nó cao điểm, thì có những cái giao dịch một vài tỷ của một giò bạch tuyết hay là những cái giò Phú Thọ một vài trăm triệu thì tôi đã từng chứng kiến rồi, thì điều đó là thật. Với những nhà vườn nhỏ, với những nhà vườn trung bình thì tôi đã từng chứng kiến rồi. Nhưng còn với những giao dịch mà một ki của nó lên đến tầm chục tỷ, rồi một sen, rồi 10 sen, hay một cây của nó lên đến vài trăm tỷ như ở các cái hội nhóm tung hô, rồi các cái nhà vườn giao lưu với nhau, họ tổ chức hội trường để họ giao lưu, chia sẻ rồi bàn giao cây, thì thực ra cái vấn đề này thì tôi cũng chưa chứng kiến, nhưng rất nhiều người cũng đã chứng kiến rồi. Nhưng thực hư câu chuyện ở bên trong đó là có phải thật sự như thế hay không, hay là cái vấn đề giống như nhiều người dân mạng có bàn tán nhau này, hay là đó chỉ là cái chiêu trò của họ trong cái việc mà mua đi bán lại để đẩy giá cây lên cao, hay là cũng có thể đó là một trong những hình thức mà các bạn hay nói đùa đấy là gì, đấy là biến tướng của đa cấp, hay là một trong hình thức mà mọi người hay nói, những người mà người ta có thể là vừa mới chơi lan, hoặc là những người mà những người trên mạng, hoặc là những người dân họ có nói đấy là một trong những hình thức rửa tiền, thì cũng có thể bởi vì họ có quyền đặt nghi ngại với các bạn, đúng không ạ? Tự dưng các bạn thấy là gì, là để một cái giá trị một cái cây lan nó chỉ độ khoảng tầm 10 sen hoặc 20 sen, 30 sen, thậm chí 50 sen hay hơn nữa một chút, mà cái giá trị tài sản nó lên đến hàng trăm tỷ như vậy, thì các bạn thấy nó rất là khủng khiếp. Bởi vì tôi nói đơn giản thôi, là một trong những cái công ty, một trong những tập đoàn lớn của nhà nước, hay là một trong tập đoàn lớn của tư nhân thôi, để một năm họ kiếm ra vài trăm tỷ hay hàng nghìn tỷ, tôi nói thật là cũng là điều mà rất là khó. Mà trong khi đó là các cuộc giao dịch như vậy, vài trăm tỷ như vậy, nó diễn ra rất là nhiều. Vậy thì các bạn cứ tính và xem, mà nếu như thế thì nói thật là chả mấy mà dân mình giàu, đúng không ạ? Chả mấy mở công ty làm gì, đau đầu đi kinh doanh hoa lan sướng hơn. Mua một kỳ năm nay, sau đó thì sang năm nó kiểu gì nó chả đẻ ra cho mình được 5-6 kỳ, đúng không ạ? Thì đấy là một trong cái mà chúng ta cũng phải lên tìm hiểu để chúng ta hiểu rõ bản chất của cái việc giao dịch đó nó đúng hay nó sai. Còn nếu như các giao dịch đó nó đúng thì tôi nói thật với các bạn là quả là Việt hoa lan ở Việt Nam là đứng số 1 luôn, không có một thằng nào dám lan lên số 1 luôn. Bởi vì đơn giản là gì, theo tôi biết ở một số nước nhé, ví dụ như Sinh chẳng hạn, hay ví dụ như Trung Quốc chẳng hạn, thì có những cái giao dịch hoa lan họ liên quan đến hình thức đấu giá. Bởi vì tại sao? Bởi vì cái giá trị của nó, kể cả đấu giá, nó cũng lên đến 40-50 tỷ thôi. Bởi vì cái mức độ của nó quá quý hiếm ở ngoài tự nhiên, bởi vì các cái cá thể ngoài tự nhiên nó còn rất là ít. Vậy thì hình thức đấu giá hay hình thức mà giao dịch các bạn đưa ra thì nó có bản chất của nó. Khi nào người ta đấu giá? Khi một cái sản phẩm đó nó còn sót lại, nó rất là ít, nó phải đếm như đầu ngón tay, thì cái mức độ quý hiếm của nó được tăng lên và người ta đấu giá để người ta sở hữu được nó. Còn ở Việt Nam đấu giá thì tôi nghĩ rằng cái việc đó nó cũng không phải đúng với bản chất. Cái việc thứ hai nữa là người ta kêu gọi là gì, là để ủng hộ, ủng hộ để bán, thì ủng hộ để bán là chỉ có những sản phẩm ế người ta ủng hộ để bán thôi. Đấy là những cái mà tôi thấy là cái việc mà bây giờ cái phân định giữa cái cách mà chúng ta nhìn nhận một vấn đề nó hơi bị lệch. Đấy là cái vấn đề mà tôi muốn chia sẻ. Và cũng có thể là nói sâu hơn một chút nữa về các cái giao dịch. Có lẽ là khi mà họ tung hô ra các giao dịch giữa các nhà vườn với nhau với giá trị như vậy, thì tôi nghĩ rằng cái mục đích mà mọi người đều nhìn thấy đấy là gì? Đấy là cái việc cái thương hiệu của nhà vườn được đẩy lên. Đây là vấn đề nhất, họ đánh bóng tên tuổi của họ là vấn đề thứ hai. Cái vấn đề thứ ba đấy là gì? Đấy là giá trị của cái cây đấy nó tăng lên rất là khủng khiếp. Nó tăng lên cực kỳ khủng khiếp luôn. Nó giống như cái việc mà khi một cái bướm đại ngàn ấy, không ai biết nó là cây gì cả. Nhưng khi người ta đấu giá để người ta ủng hộ để làm cái này làm kia, thì tự dưng cái cây đấy một kỳ nó lên đến vài chục tỷ. Ôi dồi, khủng khiếp đấy các bạn ạ. Vậy thì cái việc mà ý nghĩa của cái việc từ thiện, với ý nghĩa của việc hành động đó, thì tôi sẽ phân tích ở cái clip sau xem thực hư là cái bản chất của nó như thế nào. Đấy, còn với tôi thì tôi nghĩ rằng nếu như thật sự là các cái câu lạc bộ, bởi vì hiện nay ở tỉnh ấy, là các câu lạc bộ hoa lan mọc lên rất nhiều, và bản chất của câu lạc bộ đó là nó tốt. Bởi vì tại sao? Bởi vì nó là người đi trước gì người đi sau.
và họ hỗ trợ lẫn nhau trong những lúc mà khó khăn, rồi hỗ trợ lẫn nhau trong việc mà đầu ra của sản phẩm và tìm những cái định hướng rõ ràng cho cái cây lan mà họ đang kinh doanh của mỗi vùng miền. Thì đấy là cái điều mà giờ mà rất là tốt. Nhưng thực tế rằng là các hội, các câu lạc bộ đó cũng giống như hiệp hội mà vừa rồi dùm beng lên ấy, liệu hoạt động như thế nào thì đó lại là một câu chuyện khác. Đấy. Rồi các cái cuộc giao dịch ở trên mạng, rồi các cuộc giao dịch ở ở các nhà vườn với nhau thì liệu nó có thực tế hay không, và nếu nó được thực tế thì đó là một niềm vui rất lớn của những người nông dân, của những người trồng lan, của những người yêu lan, bởi vì đó là một trong cái mà đáng để mọi người đều mơ ước. Bởi mục đích kinh doanh cuối cùng là gì? Là kiếm tiền. Nhưng ngoài kiếm tiền ra, nó còn là cái sở hữu và đam mê của họ, thì đó là một điều mà chúng ta đáng phải hoan nghênh. Nhưng thực tế ra là câu chuyện đó thực hư như nào thì thực ra là chỉ có người trong cuộc mới biết các bạn ạ. Chứ còn thực ra tôi các bạn cũng chả biết, kể cả những người đến tham dự cũng chả nắm được rõ điều đó cả. Đúng không ạ? Không ai nắm rõ điều đó. Vậy thì với tôi mong muốn là gì? Là các cái cuộc giao dịch đó, rồi các cái hội nhóm mọc ra thì họ lên làm đúng. Điều đầu tiên chúng ta phải làm đúng với chính lương tâm của họ, làm đúng với chính cái đạo đức nghề nghiệp, đạo đức kinh doanh của họ. Đấy là cái điều mà mọi người đều mong muốn, và cùng nhau là gì? Là người đi trước, đúng nghĩa là người đi trước dìu người đi sau, để chúng ta cùng nhau tiến lên, chúng ta cùng nhau phát triển, và chúng ta cùng nhau có một cái lợi nhuận như chúng ta mong muốn. Thực tế ra nói, thời gian vừa qua Hoa Lan cũng đã giúp nhiều người thoát nghèo, cái việc đó tôi chứng kiến, nhưng nó cũng giúp đưa nhiều người, nói thật với các bạn là cũng đưa vào cảnh nợ lần phá sản. Cái điều đó là điều chắc chắn nó đã xảy ra rồi, chứ không phải nó không xảy ra. Vậy thì với những cái giao dịch đó, vậy thì ai là người được hưởng lợi? Đúng không các bạn? Vậy thì trên đây là cái ý kiến cá nhân của tôi. Nếu như có bình luận nào của các bạn, là ý kiến nào của bạn, các bạn cứ gửi cho tôi thì chúng ta sẽ cùng nhau một sẻ phân tích sâu về chủ đề đó. Cảm ơn các bạn một lần nữa đã theo dõi và đã chia sẻ cùng với cả Nói Thẳng Funny. Cảm ơn các bạn rất nhiều.